碎，蝉鸣声叫醒了熟睡，日落下沉醉，光透过我指尖消退，展开涟漪心如潮水，让时间不再乏味，晚风轻轻吹，想来一杯柠檬气泡水，一口夏天的陶醉，阳光真明媚，我和你刚好搭配，加点冰有微醺的风味，哦哦，不要再皱眉，哦，你像气泡水蔓延心动的滋味，发酵随风吹，我为你Hồi còn đại học, tôi và cậu ấy có mối quan hệ khá tốt. Được rồi, anh có thể mời anh ấy. Đây đâu phải là vấn đề gì lớn. Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, không nên ảnh hưởng đến anh. Tôi biết. Tôi đã gọi cho cậu ấy vào buổi sáng. Nhưng hình như bạn gái hiện tại của cậu ấy cũng ở đó. Nói rằng họ sẽ cùng nhau tham dự đám cưới. Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi ý kiến cô trước. Không sao đâu, tôi không phiền đâu. Tốt lắm, vậy cứ giữ liên lạc. Được rồi. Nếu mình giữ đám cưới một mình vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán, trong khi nhạc Tinh Châu xuất hiện ngọt ngào cùng từng nhạc chi, mình có thể tức đến chết mất. Nhưng thời Yến, vừa rồi là kết thúc nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến. Tần Thần Nguyệt, Vũ Du, em đang ghi chép lại à? Thư ý nhờ em chuẩn bị bản tóm tắt. Nhưng có rất nhiều điều em không hiểu. Như có một vấn đề trên thực tế. Tôi... Cái gì vậy? Tôi nghĩ em không cần phải tập trung vào các thuật ngữ và khái niệm kỹ thuật, vì em đang thực hiện nội dung tài chính. Điều chính là nắm bắt các xu hướng và động lực của ngành công nghiệp chip. Em có thể đánh dấu một số thuật ngữ được đề cập thường xuyên và tra cứu chúng sao? Dù Du, anh thật tuyệt. Giờ anh nhắc đến là em hiểu ngay. Quan Tế không đi cùng anh à? Anh ấy có việc phải làm nên đã sớm rời đi rồi. Gần đây anh ấy có vẻ khá bận rộn. Em tự hỏi không biết anh ấy đang bận việc gì. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Cái gì? Mình phải đợi 40 phút nữa á? Tần Thời Nguyệt, em không định đi phải không? Em tới đây. Chờ em với. Đã quá muộn rồi. Anh ấy đang ngủ hả? Em dậy rồi à? Vừa tỉnh thôi. Rồi sao? Em không thể ngủ được. Và rồi sao nữa? Em có thể làm gì được không? Ví dụ nhờ chú Tần gửi thêm tài liệu cho em. Đã muộn thế này rồi, tại sao em lại phải làm phiền ông ấy chứ? Được rồi, em hiểu rồi. Tạm biệt.
Mặc quần áo đi. Chúng ta đi ra ngoài. Đi đâu cơ? Anh sẽ đưa em đi xem phim. Cậu sẽ đi xem phim với bố cậu vào giờ này sao? Cậu thật là biết cách khiến người ta cục hứng đấy. Bố mình không bao giờ có thời gian dành cho mình. Mình ghen tị với cậu đó. Bố của cậu thật sự quý trọng cậu. Anh ấy thật sự thích bài viết của mình kìa. Cậu Út, mình không qua mắt phải không? Cậu thật sự thích bài viết của chị ấy. Cậu đã từng làm việc với thư ý. Không có gì ngạc nhiên khi cậu có WeChat của chị ấy. Nhưng điều kỳ lạ là cậu lại đi thích một bài viết vào đêm khuya. Không phù hợp với logic và hành vi thông thường của cậu. Phải chăng cậu đang thầm yêu thư ý? Quên đi, sống bình thường còn không tốt sao? Phải rút kinh nghiệm từ lần trước chứ. Thư ý đang xem phim với Vũ Du phải không? Thay vì đoán mò, tại sao không trực tiếp tìm ra sự thật? Nhớ chị ấy không ở bên Vũ Du. Mình gõ cửa nhà anh ấy vào lúc muộn thế này. Có lẽ anh ấy sẽ ghét mình mất. Alo. Xin chào, đây là quầy lễ tân ạ. Có chuyện gì không? Chúng tôi nhìn thấy có ai đó lảng vảng bên ngoài cửa nhà anh trong quá trình giám sát. Vì vậy chúng tôi muốn nhắc anh khóa cửa kỹ trước khi ngủ. Trong trường hợp khẩn cấp vui lòng liên hệ với chúng tôi. Được rồi, cảm ơn cô. Tần Thời Nguyệt, quầy lễ tân gọi điện để thông báo với anh rằng có người nào đó lảng vảng bên ngoài cửa nhà anh. Anh cứ nghĩ đó là một ai khác. Anh không ngờ đó là em đấy. Tại sao em không ở trong phòng giờ này? Đang làm gì ngoài cửa nhà anh vậy? Em có việc phải làm. Đừng bận tâm. Anh không quan tâm làm phiền em nữa. Được rồi, về phòng nhanh đi. Đừng gây rắc rối. Ai gây rắc rối cơ? Nhưng anh ăn mặc như thế này vào đêm hôm khuya khoắt. Định đi đâu? Anh đang làm gì thế? Anh cũng có việc phải làm, đừng bận tâm. Em đi lảng vảng quanh cửa thế này, liệu nhân viên tiếp tân có báo cho Vũ Du không? Em thậm chí còn không biết liệu anh ấy có ở trong phòng hay không. Được rồi, về phòng nhanh đi, anh đi đây.
Nhanh quay về đi. Vũ Du, anh đang đi xem phim với Thư Ý phải không? Ai vậy? Tôi. Anh đang làm gì đây vậy? Chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh ấy không thấy nó nhàm chán sao? Em đã lừa dối cảm xúc của anh. Tuy nhiên em muốn anh giả vờ rằng tất cả những tổn thương đó đều không tồn tại và tiếp tục ở bên em. Không đời nào. Thạch Hải, nếu Thời Yến biết sự thật, liệu anh ấy có phản ứng như vậy không? Tôi có cảm giác gần đây em đang tránh mặt tôi. Em thấy đấy, như bây giờ em đang tránh ánh mắt của tôi. Anh Quang không ngờ anh lại quan tâm đến nhiều tiểu tiết như vậy. Tôi không quan tâm đến tiểu tiết, tôi quan tâm đến em. Anh Quang, những lời nói ngọt ngào của anh nói ra một cách dễ dàng. Tôi phải học hỏi từ anh đấy. Đây không phải là một cuộc nói chuyện ngọt ngào, nó cũng không phải là diễn. Sang Sang, có thể em sẽ không tin những gì tôi sắp nói tiếp theo, nhưng ý tôi là mọi lời tôi nói. Trong một khoảng thời gian dài, tôi thiếu kinh nghiệm duy trì một mối quan hệ lâu dài và ổn định. Và tôi thiếu tự tin. Vậy nên khi bắt đầu có tình cảm với em, tôi không thể hứa hẹn gì hơn. Nhưng tôi khi thấy em tránh mặt tôi, tôi nhận ra tôi thật sự quan tâm đến em. Tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Tất nhiên rồi, nó sẽ mất một thời gian. Nhưng dù thế nào đi nữa, làm ơn đừng tránh mặt tôi nữa, được không? Tôi hiểu. Tôi sẽ không tránh mặt anh nữa. Nhưng đối với phần còn lại, tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện đó. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Anh có nghĩ là nó hay không? Cái gì? Phim hôm nay ấy. Không tệ. Em nghĩ sao? Em á, em nghĩ thế cũng được. Em nghĩ là nó khá ổn. Cách nữ chính tựa vào nam chính ở đoạn cuối rất đẹp. Và hai diễn viên đó thật sự rất hợp nhau. Nhìn họ khiến em tin vào tình yêu một lần nữa. Thật ngọt ngào. Cảnh tượng đó là sự tưởng tượng của nam chính. Nữ chính chết rồi và nam chính tự sát. Đúng, đó là những gì đã xảy ra. Nhưng đó cũng là một kiểu kết thúc có hậu, phải không? Họ giải quyết những hiểu lầm, yêu nhau đến cùng và chung thủy với nhau cho đến chết. Đó không phải là tình yêu sao? Đây có thật sự là bộ phim em đã xem không vậy?
Tại sao cả nam và nữ đều chết? Đây không phải là một bộ phim lãng mạn ngọt ngào sao? Không phải họ đã quảng bá nó với mánh lưới quảng cáo để chuột. Không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều chê. Đúng là lừa đảo. Thúy, hai người mình tình cờ gặp anh Quang. Mình cũng tình cờ gặp anh Thời thôi. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bốn người chúng ta lại tình cờ gặp nhau. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ có mỗi một thang máy tất nhiên là chúng ta sẽ gặp nhau rồi. Phải rồi. Đây cũng là sự trùng hợp rồi. Tôi đang đi trên đường về sau khi ăn tối. Dạ, tôi đã gặp cô Tức. Cậu thay đồ để đi ăn tối một mình à? Đúng vậy. Tôi muốn mời cậu đi chơi. Tôi không ngờ cậu lại ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm. Tôi hiểu. Đã muộn rồi, chúng ta hãy đi lên thôi. Ồ không, lại là ánh mắt đáng sợ đó nữa. Thời Yến đang tức giận à? Tận Thời Nguyệt, đây là lúc mày phải dũng cảm và quyết đoán. Gần đây có một bộ phim mới ra mắt, sao chúng ta không thử vận may và cùng xem nó đi? Bộ phim này có một số tranh cãi, chúng ta có thể thảo luận trực tiếp sau khi xem nó. Tôi đã biên soạn hồ sơ cuộc họp ngày hôm nay rồi. Điều cần thiết là phải thay đổi tâm trạng sau cuộc họp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tiếp thu được những thông tin kiến thức mới vào ngày mai. Hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất ngờ đến với nhau. Một tình yêu xảy ra trong vòng 24 giờ. Ngắn ngủi nhưng vĩnh cửu. Có một chút lãng mạn. Em đã tóm tắt những điểm chính rồi đó. Vũ Du là một con người của nghệ thuật, anh ấy sẽ không từ chối mình ngay đâu. Ngày mai lịch trình dày đặc, nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon. Mình cũng tình cờ gặp anh Thời thôi. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trịnh Thư Ý, em thật sự không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng ta sao? Đây rõ ràng là cái kết hoàn hảo mà mình đã đề cập. Thời Yến bị sao vậy? Có thật là anh ấy đang xem phim không? Tại sao anh lại nói dối em? Anh đã nói dối em về điều gì? Kết thúc của bộ phim đó không phải như vậy.
Vậy tại sao em không xem phim đúng cách? Bởi vì em bận nhìn anh. Có anh bên cạnh em không thể tập trung vào bộ phim được. Anh không quản nổi đâu. Ngày mai lúc 9 giờ sáng có một diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về công nghệ nanochip. Chúng ta hãy cùng nhau đến đó đi. Hôm nay anh nói đúng. Em nên tập trung vào xu hướng của ngành. Vậy nên em dự định đến thăm phòng triển lãm của công ty. Có lẽ em sẽ tìm được duyên phận của em ở đó. Logic và thuyết phục. Thời Yến không nên buồn bực. Ý em là duyên phận của em khi gặp được đối tượng phỏng vấn, người đáng được viết dễ. Công việc cần có sự nỗ lực chứ không phải chỉ dựa vào duyên phận. Anh ấy ghen kìa. Nhưng em thích khi anh ghen một chút. Em thích chua và ngọt. Đây mới là thật sự là em. Giữ cái này cho tôi, cảm ơn. Chất liệu của thần tinh có khả năng chịu nhiệt mạnh, rất ổn định. Nó cung cấp một giải pháp tốt cho khả năng chống tiếp xúc, suy thoái di chuyển và giảm độ tin cậy do giảm kích thước quy trình. Dịch tổng, thật là trùng hợp. Không phải là trùng hợp đâu. Tôi đã nhìn thấy cô ở đó và tôi đặc biệt đến đây để gặp cô đấy. Cô cảm thấy sao rồi? Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Giờ tôi ổn rồi. Cô đã bỏ lỡ một phiên diễn đàn ngày hôm qua. Tôi có thể giải thích nó cho cô. Nội dung diễn đàn ngày hôm qua. Cảm ơn anh. Cảm ơn dịch tổng, bạn tôi đã tóm tắt lại cho tôi rồi. Thời Yến đi trước tôi một bước rồi. Chúng ta cùng nhau vào diễn đàn sau đi. Một số nội dung kỹ thuật quá sâu xa đối với tôi. Tốt hơn là tôi nên ở lại phòng triển lãm để thu thập một số tài liệu. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, tôi có thể trả lời giúp cô. Tôi cũng biết một chút về di điện tử thần tinh. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về nó. Trong diễn đàn tới đây, nhiều chuyên gia công nghệ trong ngành nanochip sẽ giải thích các xu hướng phát triển công nghệ. Một số người tiên phong trong ngành sẽ thảo luận xem nút thời gian của năm 2027 có thể được nâng cao hay không. Cô có thể lấy thêm tài liệu. Nếu cô muốn xin lời khuyên trong tương lai, cô biết phải tìm ai rồi đấy. Điều quan trọng nhất đó là lát nữa tôi cũng được mời phát biểu. Sắp bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta qua đó đi. Dịch tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng rất hài hước. Hôm nay ngoài việc may mắn mời được một số chuyên gia kỹ thuật trong ngành để chia sẻ kinh nghiệm của họ, chúng tôi cũng rất vinh dự trước sự có mặt của người sáng lập Minh Dự. Anh là người rất quan tâm đến ngành công nghệ chip. Xin mời Tổng Giám đốc Thời Yến chia sẻ cùng chúng ta. Xin mời anh. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta có sự hiện diện của các chuyên gia kỹ thuật và những người tiên phong trong ngành này. Còn tôi, thực ra chỉ là một nhà đầu tư. Mọi người ở đây hôm nay đều quen biết nhau. Anh Bruce là cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu của công nghệ An Lạc, hiện là CTO của công nghệ Hắc Mã. Không biết anh Dịch và anh Thời đánh giá thế nào về sức cạnh tranh của Lạc An và Hắc Mã? Đánh giá sao? Chưa đủ rõ ràng à? Giám đốc Thời và tôi có chung quan điểm.
Lạc An và Hắc Mã tập trung phát triển chip nội địa. Dù có cạnh tranh thì đó cũng là cạnh tranh công bằng. Bruce lần lượt chọn cả Lạc An và Hắc Mã. Nó chứng tỏ sức mạnh của cả hai công ty. Công nghệ và tinh thần yêu nước của Lạc An phù hợp với lý tưởng của Dân Sang. Vì vậy Dân Sang rất vinh dự được hợp tác cùng Lạc An. Bất cứ ngành công nghệ nào cũng giống như một cuộc chạy marathon. Việc tạm thời dẫn đầu hay tụt lại về sau không quan trọng. Điều quan trọng là sự kiên trì với ý định ban đầu cho đến cuối cùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hắc Mã đạt được bước đột phá trước? Nghiên cứu lĩnh vực chip mmWave không chỉ liên quan đến lợi ích doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và sự thay đổi lối sống của con người. Vì thế, bất kể Lạc An hay Hắc Mã dẫn đầu đều có ích lợi cho người tiêu dùng. Nếu công nghệ Hắc Mã đạt được bước đột phá trước, Dân Sang cũng sẽ vui mừng khi chứng kiến sự thành công đó. Tuy nhiên, Dân Sang vẫn có niềm tin vào công nghệ Lạc An. Tôi cũng có niềm tin vào tương lai của chip nội địa. Cảm ơn. Vũ Du, xin lỗi. Em không sao chứ? Em không sao. Lát nữa anh bận gì không? Tạm thời không. Vậy chúng ta cùng ăn trưa đi. Chỉ là cơm văn phòng thôi. Ăn xong cũng không ảnh hưởng. Để anh làm việc tiếp. Được, dù sao thì tôi cũng đói rồi. Đi nào. Anh xong rồi à? Em đang xem gì thế? Em đang xem lại bài phát biểu tuyệt vời của anh vừa rồi. Xếp thời, hôm nay anh trông đẹp trai lạ thường. Trước đây anh không đẹp sao? Quá ra anh thời để ý tới đánh giá của giới truyền thông đến vậy. Đi nào, đi ăn trưa thôi. Trịnh Thư Ý. Anh Thời, có vẻ anh quen thân với Thư Ý à? Đúng vậy. Anh Thời là bạn trai của cô. Vậy tôi cũng nên nói với anh Thời một tiếng. Tôi đang theo đuổi Thư Ý. Dịch Dương, đừng đùa nữa. Cô nghĩ tôi đang đùa à? Thư Ý, tôi nghiêm túc đấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Dù trong công việc hay tình yêu, tôi cũng sẽ thắng đẹp. Anh Dịch đúng là tuổi trẻ tự tin. Nhờ Hắc Mã mà bây giờ Lạc An đã đoàn kết và quyết tâm. Bất kể kết quả của cuộc thi này thế nào, tôi đã thắng rồi. Về phần Thư Ý, cô ấy chắc chắn không phải là quân cờ trong cuộc cạnh tranh của chúng ta. Tôi không thể không có cô ấy. Cô ấy cũng có quyền lựa chọn người mà mình thích. Đi ăn trưa thôi. Có vẻ càng ngày càng thú vị rồi. Cảm ơn. Cuối cùng chúng ta cũng có một bữa cơm cùng nhau rồi. Tại sao em cứ muốn mời tôi ăn cơm vậy? Không phải quá rõ rồi sao?
Anh đã giúp em nhiều lần. Hơn nữa, anh không nghĩ rằng việc dùng bữa cùng nhau có thể nhanh chóng khiến hai người xích lại gần nhau hơn sao? Em được coi là một nửa học sinh của tôi. Nếu em gặp khó khăn gì, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng một phần khác của em vẫn luôn muốn ăn cơm với anh. Vì thế, lần sau em có thể mời anh ăn tối được không? Không. Vậy được rồi. Vậy lần sau anh mời em. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là em rất vui thôi. Anh hiểu mà. Rồi sao? Sau đó không có gì khác nữa. Liệu Trần Khang thật sự có thể cứu được Lạc An không? Lạc An rất có thể sẽ thua. Vậy anh và Dân Sang, Dân Sang và anh cũng có khả năng thất bại trong khoản đầu tư của mình. Nếu anh thua, anh sẽ bắt đầu lại. Anh đã trải qua những lúc có những tin đồn bủa vây và anh phải thận trọng. Lúc đó anh không thể thua được, cũng không dám thua. Nhưng bây giờ anh có đủ khả năng để thua. Dù có thua, anh vẫn có thể đứng dậy. Bây giờ anh có em rồi. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù thành công hay thất bại, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Mặc dù em không kiếm được nhiều tiền, chỉ cần anh sống một cuộc sống bình thường bên em là quá đủ rồi. Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không để mất chiếc xe mà em thích. Đó là món quà của bố anh tặng anh khi anh bắt đầu kinh doanh. Anh rất trân trọng nó. Em định về à? Cuộc phỏng vấn kha khá rồi. Tại sao em không nói với tôi câu nào thế? Sao vậy? Tôi có cần báo cáo với anh về công việc của tôi không? Sa Sang, bây giờ chúng ta đi. Đi thôi. Quan Tế. Anh đang làm gì vậy? Bên cậu khi nào được nghỉ? Xem chúng ta liệu có về cùng nhau được không? Để mình xem thời gian rồi báo cậu. Tạm biệt. Em có lịch về chưa? Ngày 28 tháng 12 âm lịch. Sang Sang hỏi về lịch nghỉ chỗ em. Cô ấy muốn hai bọn em cùng về với nhau. Bọn mình mới quen nhau mà đã phải xa nhau lâu như vậy. Hôm đó anh rảnh, anh sẽ đưa bạn về nhà. Em có rất nhiều thứ để mang về nhà. Đủ chỗ cho em để. Đúng đó, không vấn đề gì đâu. Cô Trịnh chắc chắn đủ chỗ để đồ cho cô. Báo cáo này đã viết rất rõ. Quy mô của trạm Lam lớn hơn, trong khi tụ họp chỉ là một nhóm nghiên cứu công nghệ mới thành lập.
Chọn tụ họp thay vì trạm lam giống như mất rừng để lấy cây. Trạm lam không phải cũng bắt đầu từ đầu và dần dần phát triển đến quy mô hiện tại sao? Ngành công nghiệp pin phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Vì vậy sức mạnh của đội ngũ nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Tụ họp của đội ngũ dẫn đầu. Mọi người nên chú ý đến trang thứ 11 trong báo cáo. Chi phí nghiên cứu của tụ họp đã vượt quá 20% tổng doanh thu. Chỉ riêng điểm này, chúng ta có thể thấy quyết tâm của tụ họp trong việc đổi mới công nghệ. Tôi thì không thấy vậy. Theo tôi, các công ty khác nhau đều có chiến lược khác nhau. Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn về quy mô của hai công ty. Đó là sự thật. Mặc dù trạm lam chỉ phân bổ 5% doanh thu cho đội nghiên cứu, nó vẫn cao hơn nhiều so với 20% của tụ hợp. Vì vậy, nếu chúng ta quyết định hoàn toàn dựa trên phần trăm chi phí nghiên cứu, tôi nghĩ nó chưa khách quan lắm. Giám đốc Điền nói rất có lý. Tuy nhiên, tiến độ nghiên cứu của trạm lam khá chậm và kém xa tụ hợp. Nó thậm chí còn có xu hướng tụt lại phía sau các đội khác. Họ có thể sống nhờ vào những thành tựu cũ được bao lâu? Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề no trước thì đói sau, mà chính là bỏ con săn, bắt con cá rô. Tụ hợp là con cá rô mà tôi đang nói đến. Trần Thịnh, cậu phải sạc xe bao nhiêu lần trên đường về nhà? 3 lần ạ. 3 lần này chính là cơ hội còn lại cho tụ hợp. Đó cũng là cơ hội còn lại cho chúng ta. Tụ hợp toàn người trẻ muốn phấn đấu. Và điều quan trọng là họ định giá mức phù hợp. Nếu chúng ta đặt cược đúng đắn, dân sang chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Gần đến năm mới rồi. Dân, giám đốc Thời, cậu đi mua ít quà Tết để biếu Trần Khang và Lạc An. Dân ạ. Mua thêm một ít đồ Tết cho người trong nhà dùng ấy. Tôi hiểu rồi. Chị đã xem lại bản tóm tắt của cuộc họp hội nghị này rồi, không có vấn đề gì. Chị sẽ chọn một vài điểm chính và em có thể dựa vào đó mà làm. Trước kỳ nghỉ lễ, tổng hợp một số thông tin về pin của tụ họp và đưa cho chị càng sớm càng tốt. Hạn cuối cùng là trước khi nghỉ Tết hay sao ạ? Nếu em muốn thì trong thời gian nghỉ Tết gửi cho chị cũng được. Em không thể làm điều đó. Em sẽ đưa chị trước Tết, chị thư ý. Thư ý, đến giờ họp rồi. Cảm ơn. Cô ấy đỡ trong trạng thái này bao lâu rồi vậy? Khá lâu rồi. Lâu tới mức chị thư ý đã quen rồi. Cô ấy là một con cáo. Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ lộ đuôi thôi. Cô ấy không thể lừa dối chúng ta lâu được. Tối nay chúng ta ăn tối đi. Cô ấy là một con cáo. Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ lộ đuôi thôi. Chị thư ý, em về trước đây. Tạm biệt. Cô vẫn chưa về à? Sắp nghỉ lễ rồi, đừng làm việc quá sức quá. Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình rồi về. Cô về trước đi. Đúng lúc quá, taxi của tôi đã tới rồi. Vậy tôi về trước, hẹn gặp lại ngày mai. Tạm biệt. Vừa rồi em đang hợp. Hôm khác được không? Hôm nay em phải tăng ca rồi.
Em không biết sẽ tăng ca đến mấy giờ nữa. Thời tổng, đợi thêm một lát đi. Cục cưng à, cậu đã về chưa? Chưa. Tại sao nghe giọng cậu yếu xìu vậy? Không có gì, mình đang tăng ca thôi. Cậu đúng là người nghiện công việc. Sao rồi, cậu đã mua đồ mang về quê chưa? Chưa. Mình biết ngay mà. Cậu có biết tại sao mình gọi cho cậu không? Có chuyện gì với cậu vậy? Sang Sang, Thời Yến lẽ ra tối nay muốn ăn tối với mình. Điều đó không phải rất tốt sao? Mình hơi sợ. Cậu sợ cái gì? Mình sợ anh ấy sẽ tốt với mình. Mình sợ anh ấy phát hiện ra. Mình sợ sẽ làm tổn thương tình cảm của anh ấy. Vậy là cậu muốn nói với anh ấy phải không? Cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu như sợ hãi như vậy, bây giờ nói ra lại càng không thích hợp. Mối quan hệ của cậu vẫn chưa ổn định. Lần trước chúng ta gặp nhau ở hội trường, cậu tưởng là mình không thấy cậu rút tay ra. Bởi vì ngay cả cậu cũng không có sự tự tin rằng anh ấy sẽ tin lời giải thích của cậu và tha thứ cho động cơ ban đầu của cậu. Mình nói có đúng không? Cho dù mình không nói ra, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ phát hiện ra từ cháu gái mình. Lúc đó anh ấy đã yêu cậu rồi. Anh ấy sẽ nói: không sao đâu, anh tha thứ cho em. Và anh ấy sẽ nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta ở bên nhau. Thật sao? Đối với một người như Thời Yến, tình cảm không phải là thứ cần thiết. Khi mối quan hệ của cậu vẫn chưa ổn định, để anh ấy biết rằng cậu lừa dối anh ấy chỉ để hủy hoại mối quan hệ của hai người thôi. Cậu có sẵn sàng mất anh ấy vì điều này không? Được rồi, cậu hãy cố bồi dưỡng tình cảm của cả hai đi. Đừng nghĩ về những chuyện kia nữa. Ừ, mình sẽ thử.放得下，别走远。